dân số Việt Nam năm 2021. Tính đến tháng 9 năm 2021, nước ta có tổng cộng 97.338.579 người. Trên thế giới thì có khoảng gần 200 quốc gia, gần 200 nước. Thì Việt Nam đứng thứ 15 trên 200 quốc gia. Đây là cái bảng xếp hạng các quốc gia đông dân nhất trên thế giới. Thì Việt Nam chỉ xếp dưới một số nước thôi, 14 nước. Đầu tiên là Trung Quốc với 1,4 tỷ dân. Trung Quốc là vô đối. Đứng thứ hai là Ấn Độ, thứ ba là Mỹ, thứ tư là Indonesia, Pakistan, Brazil nữa các bạn, Nigeria, Bangladesh, Nga, Mexico, Nhật Bản, Ethiopia là nước ở châu Phi, Philippines, Ai Cập. Nên là 14 nước xếp trên Việt Nam, mà Việt Nam mình xếp trên hơn 100 nước. Mật độ dân số trung bình, mật độ dân số tức là số người sống trên một đơn vị diện tích, cụ thể là km vuông, tức là mật độ dân số là 314, tức là trong một km vuông thì có 314 người sinh sống. Thì mật độ dân số của nước ta là 314, nhưng mà mình thấy con số này là nó chưa có cụ thể, vì ở Việt Nam mình thì người dân sinh sống chủ yếu phân bố nó chủ yếu ở thành thị, đặc biệt là hai thành phố lớn, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Mình sẽ để một cái bảng thành phố dân số thành phố Hồ Chí Minh cho các bạn thấy. Diện tích thành phố Hồ Chí Minh là 2.061 km², dân số của thành phố thì có khoảng hơn 9 triệu người. Thì 9 triệu, mình sẽ lấy 9 mật độ dân số của thành phố sẽ là mình giả sử cho là bằng 9 triệu. Mình sẽ lấy 9 triệu chia cho diện tích là 2.061 km². Mình sẽ ra là mật độ dân số của chúng ta là khoảng 4.366 người trên 1 km². Đây là mật độ dân số thành phố. Mà thành phố thì lại có một gồm có 19 quận và 5 huyện. Thì trong đó những cái huyện như là huyện Cần Giờ thì là dân lại thưa thớt. Cho nên cái số 4.300 này thì là nó đã chia loãng ra ở các huyện đó rồi. Thực tế thì những cái quận tập trung dân cư đông đúc, cái mật độ dân số sẽ còn kinh khủng hơn nữa. Mình thí dụ như là quận nhất, quận 1 có diện tích là 7.73 km², mà dân số tới 194.000 người luôn. Thì giả sử như mình lấy 194.000 này, mình làm tròn 194.000 luôn, chia cho 7.73 km², thì diện tích của thì mật độ dân số của quận nhất sẽ là 25.097 người. Số rất là lớn mà, tức là 25.000 người lại sống trong cứ 1 km² ở ngoài quận nhất thì sẽ có 25.000 người sinh sống như đó. Ngoài vậy mình sẽ lấy cái diện tích nhỏ nhất là ở quận 4 có diện tích là 4.2 km², mà dân số lên tới 187.000 người. Mình sẽ lấy 187.000 này chia cho 4.2, ra là 44.523, tức là khoảng hơn 44.000 người sống trong 1 km² ở quận 4. Quận số quá lớn rồi bạn, tức là dân số Việt Nam mình thực sự rất là lớn. Video của mình xin kết thúc ở đây, hy vọng sẽ mang đến cho các bạn những thông tin hữu ích. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.